chút xào hết thì mình đem ra thêm hết chị hả? Đúng rồi. Một tháng mình chỉ bán 2 ngày thôi hả? Sáng nay là chị phải dậy mấy giờ để mình làm? Sáng đêm. Sáng đêm luôn. Rồi. Mình có bán ngoài chợ nào nữa hả chị? À, Bình Tiên. Cháy cháy này ngon nè. Dạ. Chở ra chợ. Bây giờ mình chỉ bán buổi sáng thôi, bán buổi sáng thôi. Buổi sáng bán này à? Không, ý là bán được chay, bán buổi sáng thôi. Bán buổi sáng, bán khoảng 2-3 tiếng. 2-3 tiếng nhưng mà chuẩn bị cả đêm. Bán tối, bán lúc sáng đêm mà, bán đồ mặn. Đồ mặn xong dọn hàng vô rồi bán lúc sáng đêm tiếp. À, dạ. Thế nên là ngày qua mình vẫn bán đồ mặn bình thường. Xào. Chị gái đầu bếp ở đây quý vị. Mỗi lần mà xào như vậy là xào 3 chảo. Cái này nhìn cháy hay còn gọi là bánh tầm châu đầu, đúng không chị? Không biết. À, người Hoa người ta kêu là cái nhìn cháy thôi. Mà cái màu đỏ đỏ mà chị để bên kia có phải là châu? Chị là đầu bếp chính cho các món luôn hả? Cho đúng xuống.
Chị ơi chị. Cô lấy cho con một hộp bún mì xào với lại hộp xôi bắp bự nha con. Xôi bắp bự. Bún mì xào xôi bắp bự đấy, xôi qua cơ rồi. Cái gì mà ai vậy? Có hộp xôi qua. Dạ. Mình chào tất cả quý vị đang quay trở lại với kênh Vina TV sáng ngày hôm nay nha. Quý vị thân mến, sáng hôm nay chúng ta đang có mặt tại ngay góc đường ngã tư Bình Tiên với là Phạm Văn Chiến kìa. Hôm nay chúng ta qua đây để chia sẻ gửi đến tất cả quý vị một trong những tiệm chay một tháng chỉ bán đúng 2 ngày thôi mà khách cực kỳ là đông. Bây giờ là khoảng 5 giờ 30 sáng, trời hơi tờ mờ, người đi đường vẫn đang còn vắng lắm. Tuy nhiên cái quầy chay của quán ở đây thì khá là sôi động rồi. Vì nhìn hoành tráng ghê không? Những khay bún mì xào này, dìn cháy nè. Bên kia là hoành thánh, xôi bắc bự. Những khay rất là to. Và đặc biệt ở trên mỗi cái khay như vậy sẽ được lót những tờ lá chuối xanh mắt, nhìn thân thiện với môi trường quý vị ơi. Đây là cô làm sẵn trước thôi, để trong hộp. Tí nữa khi mà khách đông quá, cô sẽ lấy cho cái nhanh. Hai hộp cho chú là quá đà quý vị hả? Cái này là xôi bắp bự, xôi bự chan luôn. Hoành thánh chiên. Bún mì xào. Ở đây người ta có giăng dây sẵn rồi quý vị ạ. Sợ tí nữa khách đông quá. Giăng dây để mọi người đứng cách xa khoảng nửa mét. Hai hộp rồi. Xôi về.
cháy chân chai này lắm. Cháy chân chai. 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 Ba hộp cháy nữa. Okay. Cho thêm hộp xoài. Cho thêm hộp xoài. Lấy gì hộp xoài ạ? Bỏ luôn. À nha. Coi lún cả. Rồi. Nước sôi. Thơm quá. Đây coi như là cả nhà ra bán luôn, 2, 4, 6 người, 6 người là bán ở ngoài đây thôi, còn phía sau có rất là nhiều người nấu nướng nữa. Tại vì tí nữa khách đông lắm, 1 tháng như vậy là chỉ bán đúng 2 ngày chay thôi. Bình thường là có đồ kho nữa, nhưng mà hôm nay không có. Thật sự cô ta đi quay cũng rất là nhiều rồi quý vị ha. Đây là một trong những cái tiệm mà chay mà cô ta thấy hoành tráng. Những cái khay rất là to, đặc biệt là ở dưới lót những tờ đó chuối rất là xanh mắt. Hộp 25 nghìn. Đứng dưới đây bây giờ cho anh này về trước. 2 viên cháy 3 bún mì. Mấy hộp? Bán đi. Ủa anh cạn. Ủa anh 2 hộp đó cả.
Chú ơi hết tiền giùm con. Thank you.
Nãy sáng sớm cô ta đến đó, thì lúc đó tờ mờ sáng quý vị, chưa có đông lắm. Bây giờ khoảng 7 giờ quý vị xem đã chờ trực kính luôn à. Rồi chắc ta tạm dừng ở đây nha. Thì quý vị nào mà mình có đi qua ngay ngã tư đường Bình Tiên với lại Phạm Văn Chí, buổi sáng ngày mùng 1 với là ngày 15 âm lịch hàng tháng quý vị nhé, thì quý vị có thể ghé ở đây để trải nghiệm những món chay.